cuộc sống, xã hội theo một góc nhìn mới, đa chiều, thẳng thắn, cởi mở, bất ngờ. Chuyện cuối tuần với đạo diễn Lê Hoàng. Chào các bạn, đây là chương trình Chuyện cuối tuần trên kênh VTV9 của Đài Truyền Việt Nam. Ngồi trước mặt Hoàng là một cô gái, trời ơi, vừa xinh đẹp, vừa quyến rũ, lại vừa cá tính, ca sĩ Ái Phương. Em xin được gửi lời chào anh Lê Hoàng và chào tất cả quý vị khán giả, mình là Ái Phương. May mắn cho Ái Phương là vì mình có một cái cơ hội thử sức có nhiều lĩnh vực, là đầu tiên là âm nhạc, sau đó là sáng tác, diễn viên, rồi MC truyền hình. Nhưng mà với cái tên gọi nào thì nó cũng không quan trọng, bằng vì là khán giả đã đồng ý cho Ái Phương tất cả những cơ hội đó thì mình mới có thể được thể nghiệm. Ái Phương, vậy thì hôm nay mình sẽ hỏi Ái Phương về một cái điều mà Ái Phương có lẽ cũng đã làm rồi, nhưng mà có lẽ khán giả ít biết tới hoặc là biết tới mà chưa hiểu rõ lắm, đó là ca sĩ kiêm nhạc sĩ. Dạ. Đúng không? Nhạc sĩ Ái Phương. Đầu tiên là Ái Phương vào nghề bằng ca nhạc trước hay bằng điện ảnh trước? Dạ, em vào nghề chính thức nha. Bằng danh hiệu trong một cuộc thi siêu mẫu. À thế à? Dạ. Cuộc thi nào vậy, năm nào? Dạ, cuộc thi siêu mẫu 2011. Năm đó em được giải đồng. Nó tên là gì? Dạ, siêu mẫu Việt Nam. Đó chính thức là lần đầu tiên bước vào showbiz. Còn trước đó thì em không có đi diễn thời trang, nhưng mà trước đó em là một sinh viên hoạt động sôi nổi trong cái hoạt động văn nghệ của cấp thành phố, rồi cấp quốc gia, rồi là ca sĩ phòng trà, đi thi những cái cuộc thi hát nữa. Nhưng mà cái mà đưa em vào chính thức với showbiz lại là một cuộc thi siêu mẫu. Có nghĩa là từ nhỏ đó em đã có một cái năng khiếu văn nghệ rồi. Dạ. Nhưng mà nó không định hình, đúng không? Nó không định hình. Dạ. Mà nó cứ là vui đâu làm đấy. Em thích văn nghệ, thích đờn ca múa hát rồi nhảy múa tưng bừng, miễn là mọi người vỗ tay là em vui. Nhưng mà cái điều ngạc nhiên nhất là lúc nhỏ em không hề nghĩ rằng mình biết hát, cho tới khi 15-16 tuổi thì em nghĩ đó là một cái độ tuổi khá trễ để phát hiện ra điều này. Và em khi em đi cái lần đầu tiên vào showbiz thì cũng là người mẫu thôi. Siêu mẫu chứ chả dính gì đến âm nhạc cả. Dạ, thật ra lúc đó đi thi thôi chứ cũng chưa có ngày nào đi diễn thời trang hết. Thành ra là đó cũng là một cái duyên tình cờ, vì em nghe lời một người anh. Anh ấy xúi là Phương ơi, thôi thì bây giờ em đã đi thi hát rồi thì cũng chưa có gặp được cái may mắn là vào sâu trong cái cuộc thi nào. Em thử đi thi siêu mẫu thử xem. Thì em đăng ký đi thi và thế là giải đồng. Giải nhất hội là ai vậy Phương? Dạ, giải nhất là bạn Vương Thu Phương. Sau cuộc thi đó xong thì dạ, sự nghiệp người mẫu nó cũng tới đó là xong. Nó cũng tới đó là xong rồi. Thì em đã đến với Cặp Đôi Hoàn Hảo, là một trong những chương trình truyền hình được tới đầu tiên. Mãi đến 2015 mới đóng phim. Và đóng phim thì được ra một cái cuộc gọi dạo chơi cho tới bây giờ thôi, 2-3 năm mới đóng phim một lần, mà đóng phim điện ảnh. Thì 2015 đóng một bộ phim đầu tiên là Tí Tôi Là Cao Thủ. Thì nghĩ lại thì em cũng cảm thấy may mắn là mình lại có duyên từ những chương trình truyền hình được tới. Thế mình bước ra là mình có cái cơ hội mới, nên là cũng rất là cảm ơn những cơ hội này rất là nhiều. Thôi thì là này, cái phim cuối cùng em đóng ấy, cái phim của ông cái gì Minh nhỉ? Dạ, Phạm Đình Lê Minh. Dạ đúng rồi, em đóng cảnh bằng chứng vô hình. Ê, cái phim em đóng hay đấy nhá. Em cảm ơn anh. Không, thật sự anh hơi ngạc nhiên bởi vì cái vai đó nó không giống em từ nay. Cái cô đó thực sự giống em về cái mặt đó, nhưng mà đó không phải là cái mặt mà khán giả thường ngày thấy. Nhìn thấy em, đó. Đúng dạ, không? Đúng rồi. Còn đúng. Có một điều khán giả không biết nữa là vì em có đai nâu karate và đai xanh taekwondo. Thì em đi hát thì em mặc váy, em làm gì, làm men như em vậy. Em giả đai đúng không? Em giả bộ. Thì tự nhiên cái mình đi cast phim đó mình sướng quá, mình được men lên nhưng mà không ai cười mình là đàn ông hết. Thế là em đi cast chỉ có một lần thôi. Em làm vai diễn được anh Minh và mọi người chốt đầu tiên trong cái dàn đó. Thì bây giờ mình mới trở lại cái chủ đề là ca sĩ nhạc sĩ Ái Phương. Dạ. Đúng không? Dạ. Bây giờ thì em là ca sĩ trước. Dạ. Đúng không? Cái bài hát mà em cho là em thành công nhất phải là Hoa Vàng Cỏ Xanh không? Dạ, bài hát mà thành công nhất có thể gọi là Hoa Vàng Cỏ Xanh. Dạ. Bài hát ấy đã mang lại cho em những cái gì? Bài hát ấy đã cho em cái độ phủ sóng rất là rộng và bên cạnh đó là cho em một số đề cử các giải thưởng. Và thật ra mặc dù mình cũng tự nói rằng là mình không thể quá trông chờ vào việc là mình là ca sĩ có hit thì không có hit. Mình phải trông chờ vào thực lực. Nhưng thực ra có một cái bài để mà khán giả nhớ mặt gọi tên, đó là nó giải tỏa một phần áp lực vô cùng lớn của một người nghệ sĩ. Cho nên cái đó em không thể phủ nhận được. Đúng. Bởi vì thế này này, nhiều người cứ nói rằng ca sĩ phải có giọng, nhưng thật ra không phải đâu. Ca sĩ phải có bài. Có nhiều người, anh có quen rất nhiều người giọng hay lắm mà sao mãi mãi không lên được, anh cứ tiếc mãi. Cái bài đó thì lại không phải là của em sáng tác, bài đó là của Châu Đăng Khoa. Thì nó
một em nghĩ là một khi mà nó cái gì đó nó tới với mình á, thì mình cũng không chạy đằng đâu được. Cái bài đó đáng lý là thuộc về một người khác. Nhưng mà cuối cùng là vì cái bản demo em hát cho khoa nó bị tung lên trên mạng. Cái thời điểm đó là nó thành trở thành một cái hiện tượng mạng. Thì bây giờ em và khoa không biết giải quyết như thế nào, đặng phải là xin lại cái bài, em mua lại cái bài, chứ em hoàn toàn không có sự chuẩn bị là mình sẽ chọn cái bài này. Em có chọn ca sĩ làm nghề của mình không? Em chưa bao giờ nghĩ là mình không chọn hết. Đó là một cái chuyện đối với em rất đương nhiên. Và em không biết là mình có thể đạt được cái mức độ thành công lớn đến đâu. Nhưng mà tự nhiên bây giờ khi mà anh hỏi thì em nghĩ là em có thể hát tới già. Phước à, ca sĩ thì em biết rồi, phải có bài. Dạ. Bài thì có hai loại. Một là người ta sáng tác cho mình. Dạ. Hai là mình tự sáng tác. Dạ. Vậy thì em đang chọn con đường nào vậy? Không chọn con đường nào cả. Em chọn bài hay thôi. À không, em chọn bài hợp với mình thôi. Thì có những bài em cũng sáng tác nhưng em không phải là người hát hợp bài đó nhất, thì em đưa cho người khác. Ví dụ như là bài Trót Yêu em viết cho Trung Quân, người nói yêu anh đi. Thì bài đó nó cũng trở thành một cái hiện tượng, và đó là điều hoàn toàn không ngờ. Tại vì lúc đó em viết bài á, em mắc cỡ tôi nữa, em giấu không có đưa cho ai nghe. Em nói chỗ cái tiếng đàn piano của em nó lởm quá, không thể cho người nghe nghe được. Thì Quân nói để cho tao hát đi Phương ơi, để cho tao hát đi. Thì cuối cùng là năm 2014 bài đó được là ca khúc của năm. Thì em nói chứ trời, không thể tin được. Đó là cái chuyện là có rất nhiều những cái dự án mình tính toán rất kỹ, mình đặt rất nhiều tâm huyết, nó tới đâu nó tới đâu tới đâu hết. Có nghĩa là nó thường thường anh, nó không tệ nhưng nó bình thường. Có những cái mình không tính gì hết, nó rớt lên trên đầu của mình. Thì là đó cũng là một trong những cái, đây cũng là một cái điều mà nó bất ngờ với em, như hoa vàng cỏ xanh vậy đó. Thì cho nên là bây giờ em cứ thông thả thôi, khi mình cứ học xong rồi mình viết nhạc rồi mình tìm kiếm bài hát phù hợp. Em không có chuẩn bị vào showbiz, và em không có chuẩn bị thành ca sĩ và diễn viên. Em đi vào showbiz bằng một cái giải đồng người mẫu. Vậy thì em là nhạc sĩ, em có học sáng tác ngày nào không? Dạ có chứ. Em có học ở đâu? Hiện tại thì em vẫn đang học piano tại trường MPU của nhạc sĩ Đức Trí. Anh Đức Trí cũng là một cái người anh, người thầy có chia sẻ với em. Ngoài ra thì hai người thầy đầu tiên trong cái lĩnh vực sáng tác nhạc đó chính là nhạc sĩ Võ Hoài Phúc và nhạc sĩ Quốc Bảo. Dạ, đây là hai người anh, người thầy đầu tiên đã nghĩa là em dạy cho em. Để sẵn, bởi vì nếu như ca sĩ có thể chỉ cần có giọng và có may mắn, thì nhạc sĩ là phải có kiến thức đấy, đúng không? Dạ, thì em có thể chơi nhạc cụ và sáng tác được. Thì cái này là cái chuyện bắt buộc và sẽ phải học tới già. Thế ra là em để chuẩn bị cho cái hành trang trở thành nhạc sĩ của mình, cái lời Phương nói em rất nghiêm túc, đúng không? Chứ không phải là một cái gì đó tài tử hoặc là một cái gì đó. Dạ, em thấy là cái việc mà gọi là nhạc sĩ nó cũng hơi trịnh trọng một chút. Thay vào đó thì em đang tìm kiếm cái phương thức để em kể câu chuyện của mình nó suôn sẻ nhất. Thay vì đợi người khác kể giùm mình kể chuyện cho người ta viết lại, thì bây giờ em kể câu chuyện của em. Em hát cái câu chuyện của em thấy nó rất là đã. Thì mình có thời gian mà, mình có cái không gian mà, tại sao mình không làm điều đó? Nhưng mà tại sao em không sáng tác cho chính mình? Bây giờ dạ, hay lại em cứ sáng tác thôi. Dạ em có chứ, có những cái bài. Nhưng mà có một cái điều đặc biệt là có những cái bài của em mọi người cũng rất là thích. Xong rồi mọi người nói là cái bài này có mình tôi nghe chứ không ai nghe đâu. Và mọi người đều nói chung một điều đó. Ví dụ như em có một cái ca khúc tên là Cô Đơn. Thì nó có một cái câu trong đó là đã quen cô đơn rồi, quen sống thế này thôi, quen ngắm nhìn anh trong khoảng cách quá xa xôi. Bài đó em nghĩ là không ai nghe hết. Nhưng tất cả mọi người đều nghe bài đó và đều nói với em là Phương ơi, anh chị chỉ nghe bài này lúc một mình thôi, chắc không ai nghe đâu. Nhưng mà ai cũng nghe. Xong rồi mọi người nói em mà tiếc quá, bài này hay mà sao nó không hit đó. Mọi người ơi, em đi đâu mọi người cũng yêu cầu em hát bài này hết, thì em nghĩ nó cũng hết rồi mà, sao mọi người nghĩ vậy? Em không giải thích được điều đó nữa. Thành ra bây giờ em cứ sáng tác thôi, còn em hát hay người ta hát thì cái chuyện tính sau. Không quan trọng, dạ đúng rồi, ai phù hợp nhất thì hát thôi. Em viết được bao nhiêu ca khúc rồi Phương? Em viết được khoảng 10 hơn gì đó. Hơi ít đấy Phương. Dạ ít, dạ đúng hơi rồi. Có nghĩa là những cái bài mà để public ra ngoài thì hơi ít. Em chỉ public được ra bao nhiêu đó bài thôi, nhưng mà hơn phân nửa trong số đó là nó đã được cái sự chú ý rất là đông đảo của khán giả. Thì em thấy sao mình sướng vậy? Sao mình tự nhiên giống như là mình tay mơ mà được điều đó. Những người nhạc sĩ mà người ta học nhiều nhiều, người ta giỏi hơn mình nhiều, có khi còn chưa có được cái may mắn này. Đúng thế. Nhưng mà anh nhắc cho em một điều, mặc dù nó hơi khập khiễng, nhưng mà ông Phạm Duy là có 12.000 bài, ông Trịnh Công Sơn có hơn 600 bài.
Em ổn không sao anh, em ổn, em còn 70 năm nữa lần mà. Thì đấy, cho nên là thế này anh muốn nhắc em là cái gọi là cái sức sáng tác nó quan trọng lắm. Bởi vì là mình muốn đi được, nghĩa là cái số lượng bài, tất nhiên là anh ta nói là chất lượng quan trọng hơn số lượng, nhưng mà cái số lượng bài nó nói lên cái sức sáng tạo của mình. Dạ đúng. Em hiểu không? Cái là nếu em sáng tạo ít quá đó thì nó là cái gọi là cái lực không mạnh. Dạ. Em hiểu không? Cái lực mạnh là người ta sáng tác rất là nhiều. Dạ. Thực ra em cũng trăn trở về cái điều đó là tại vì em còn đang học. Em vẫn còn đang học. Nếu như bây giờ mà em ngừng học và em cứ chỉ sáng tác liên tục không á, em chưa có đủ cái vốn sống và cái vốn kiến thức để làm điều đó. Thẳng thắn là như vậy. Thì bây giờ như anh nói đó là cái lực nó sẽ không mạnh. Vậy thì cái lực mình có bao nhiêu thì mình phải cân đối thôi. Nhưng mà phải phấn đấu lên phải. Chứ không là nó. Thật ra thì gần như là trên đời này cũng có những nhạc sĩ nổi danh vì một bài. Đúng không? Như Đặng Tiến Phong, Con Thuyền Không Bến thì anh nhớ. Nhưng mà trường hợp ấy cũng xưa. Bây giờ là cái sự độ phủ sóng á, nó phải dày lên. Em thì đặt mục tiêu là mỗi năm mình có thể nhiều hơn năm trước một chút. Thì như vậy thì em cũng nghĩ là ok. Nhưng mà một điều cái này cũng nói một cách rất là thẳng thắn với em nhé. Nhạc sĩ nữ là khó, là hơi hiếm. Nhạc sĩ Phương Uyên. Phương Uyên. Còn ai nữa không nhỉ? Nếu anh không nhầm là nữ nhạc sĩ. Nhưng mà đó là nữ nhạc sĩ và nữ nhà sản xuất nữ. Và đồng thời là hát nữa. Dạ. Thành ra cô có lợi thế là vừa hát vừa sáng tác. Có thể đo được cái tính thực tế, cái thực tiễn của cái bài hát. Em thì em không có xem mình đi theo cái hướng nhạc sĩ. Em là ca nhạc sĩ, đó, đơn giản là em hát và em có thể viết nhạc được thôi. Còn cái quá trình mà sản xuất sản phẩm cho mình nó còn phải sự giúp đỡ của nhiều người khác nữa. Nhưng mà con đường của một nhạc sĩ đã khó khăn rồi, con đường của một nhạc sĩ nữ còn khó khăn nữa đấy nhá. Vui là làm thôi, không nghĩ nhiều đâu ạ. Thế à? Thế giờ phút này thì em có ra album riêng chưa Phương? Vì tình hình Covid. Em tạm hoãn. Dạ, cho nên là các hình thức về sản xuất nó cũng thay đổi. Thành ra em chuyển sang là ra nhạc số. Em cũng ra album nhưng mà album nhạc số. Mỗi tuần em hiện đang ra một album gọi là The Ái Phương Show mùa 3. Tụi em đã làm 2 mùa rồi. Thì mùa thứ 3 này là em làm những cái bài em đã sáng tác. Thì mỗi tuần em ra một bài. Tổng cộng là 5 bài. Em sẽ làm liên tục cái này như một cái thói quen với những người nghe nhạc của em. Nó giống như là một cái sân chơi đi. Mọi người quen đến và mình gửi gắm tinh thần cho nhau. Em thì có những cái điều em muốn gửi gắm tới. Và còn khán giả thì tìm kiếm những cái nơi mà họ thấy thoải mái chia sẻ về một cảm xúc. Thế còn MV thế nào? Em có ra chưa? MV thì... mỗi khi mà em làm những cái bài trong album này em đều quay MV. Nhưng em quay thuộc dạng là cũng one shot, nó cũng đơn giản và có em không có đội ngũ là các bạn sẽ cùng em sáng tạo xem là cái góc như thế này thì đẹp, nó lạ hay là nó sống động gì đó. Mà sắp tới đây thì em cũng ra một bài em viết nữa, sẽ có MV và gọi là một dự án comeback chính thức. Chứ mà em còn rất nhiều dự định. Dạ không? Còn rất nhiều dự định. Dạ. Hỏi thêm một tí về đời tư. Chưa lấy chồng. Chưa nghĩ tới đúng không? Dạ. Bồ có nhiều chưa? Chắc nhiều lắm phải bàn. Dạ không. Dạ. Dạ. Hôm nay trước khi đến đây thì em đã đến một cái sự kiện ra mắt một bộ sưu tập cưới. Và trước khi em tới đó, khi mà các phóng viên anh chị mà nhìn em cười nói đừng hỏi câu hỏi đó nha. câu hỏi gì? Câu hỏi chừng nào tới lượt, tại vì cái đó là cái sự kiện ra mắt bộ sưu tập cưới. Em gặp ai em cũng nói đừng có hỏi cái câu đó nha. Đừng có hỏi nha. Tại vì bây giờ á, áo cưới cũng có rồi. Wedding planner có hết rồi, nhưng chưa có chú rể. Thì làm sao mà em giải quyết cái chuyện đó được? Cha mẹ em làm gì vậy Phương? Dạ, ba em là giảng viên của trường Đại học Kinh tế Luật. Mẹ em thì mất mấy năm rồi. Nó là gia đình em là một gia đình trí thức nhưng mà không hề đi theo nghệ thuật đúng không? Dạ không có ai đi theo nghệ thuật hết, em là đầu tiên. Xong ba em ngày xưa kiểu là ok lớn lên đi làm nha con. Hoặc là đi làm giáo viên nha con. Okay, cái là ba em muốn có một cuộc sống ổn định. Dạ xong rồi hai ba lớn lên còn làm ca sĩ. Bây giờ ba em công nhận hay là nhăn nho? Đó, ba em ổn mà. Ba em rất ổn, thậm chí là em còn nghe sinh viên của ba em đồn là ba em tới lớp hay kể về em lắm. Em đã ở riêng chưa hay còn ở với cha mẹ? Dạ em cũng đã ở riêng rồi ạ. Đấy bởi vì thật ra là một người nghệ sĩ á, tất nhiên là cha mẹ thì không có vấn đề gì, nhưng mà bắt đầu để có độc lập rồi, để có cá tính, để có bắt đầu phải ở riêng đấy cơ. Dạ
em thì em ở riêng vì em nghĩ là nghệ sĩ cần cái không gian như là anh nói, như khi em ra vô trong nhà như bóng ma không nói chuyện gì hết á. Em ra đường em nói như là chim hót á. Yeah. Em về nhà em có thể 2-3 ngày mà em không cần ra đường. Dạ. Yeah. Cứ im re vậy đó, xong đi ra đi vô coi phim hồi xưa, thích coi phim xưa. Giống như là gần đây em lại coi cái Green Miles của Tom Hanks, những cái phim như vậy em rất là thích. Em cứ ở nhà em chìm đắm như đó và em viết nhạc cũng như là một cảnh phim. Thích cái gì đó, em cần không gian riêng rất nhiều. Trong cái nền âm nhạc Việt Nam thì em thần tượng nữ ca sĩ nào? Nếu mà nói về âm nhạc á thì em rất thích rất là nhiều người, nhưng mà nói về cái sức làm việc á thì em rất là nể chị Hồ Ngọc Hà với cái sức làm việc. Hồ Ngọc Hà à? Dạ, cái sức làm việc, cái rồi. Sức sáng tạo, cái đội ngũ là cái cường độ á. Gần đây chị làm cái lớp son nên em thấy là trời quá khỏe. Em chỉ ước sao là em có thể có một cái sức như vậy. Và em phát hiện là nhiều người nghệ sĩ á, họ gọi là cái sức, cái gọi là cái nội lực á, cái nội lực nó quá nhiều. Và mọi người thì cứ nghĩ là nghệ sĩ là chỉ có đi làm mà đẹp rồi tới lui thôi, không có. Nhiều khi cái sức khỏe gấp mấy lần người bình thường. Đúng cái rồi. Sức sáng tạo, cái tinh thần mà gọi là minh mẫn rồi sáng trí để có thể sản xuất liên tục những dự án. Em rất là ngưỡng mộ. Không, nhưng mà tất nhiên, nhưng mà Hồng Hà cũng có một lợi thế là chắc là cô cũng có một đội ngũ đấy. Dạ, chứ có không một dạ. mình đâu. Dạ. Em thì em có đội ngũ không hay em bị tương đối đơn độc? Dạ, em thì cũng có một cái team riêng của mình, nhưng mà cũng nhỏ thôi và mỗi người phụ cho em một chút. Còn âm nhạc của em thì chủ yếu là vẫn do em làm và mấy bạn giúp em cái phần làm nhạc các thứ thôi. Dạ, thôi mình cứ đi sao cho phù hợp là được rồi. Dạ. Thế còn thế này này, nhạc sĩ cũng như ca sĩ là phải có một cái nó gọi là một cái dòng, một cái định hình. Dạ. Thì em định cái nhạc em sáng tác ấy, em định theo cái xu hướng nào? Em không theo một xu hướng nào cả. Yeah. Em không theo một xu hướng nào cả. Em nghĩ là một cái thể loại nhạc nào đó, nó chỉ là một cái phương tiện để mình kể câu chuyện của mình thôi. Có thể là ballad điệu này, có thể là ballad cái kiểu kia. Miễn là nó phù hợp với cái tinh thần, cái nội dung thôi. Và em nghĩ là em chưa phải là người mạnh về cái việc viết melody đâu. Nhưng mà em tự tin về phần lyric của mình. Phần lời. Nhưng mà em có bị thế này này em, anh không biết là viết nhạc như thế nào, nhưng mà viết văn là nó như thế này đấy nhá, là một khi đã có cái ý nghĩ rồi là không thể không viết, mà một khi đã viết là không thể dừng lại. Nên là anh rất là buồn cười, có những người bảo là ta đang viết một cái gì đấy, anh nghĩ bảo nếu mà đang viết mày không ngồi đây. Nên là nếu mà đang viết là phải viết như điên xong là dừng, chứ không có cái chuyện là ăn cơm xong là xem sách xong là đi xem phim xong chơi xong là mỗi ngày viết mấy tiếng, nó không có như thế. Dạ, không có. Đã viết là viết cho xong, còn không viết là thôi. Viết nó không phải là một cái hành động mà nghĩa là hàng ngày ta làm đều đặn, mà là cái hành động mà người ta làm là người ta làm điên cuồng, còn không là thôi. Em nghĩ là nó có một chút khác biệt với phim ảnh, bởi vì nó cần cái quá trình dài hơn. Còn bài hát á, có những bài viết 3 đến 6 tháng, năm có những bài 5 phút. Đúng rồi. Đúng rồi. Và thường là những cái bài mình viết 5 phút á, không cần phải sửa. Còn những bài viết 3 đến 6 tháng á, nhiều khi sửa nhiều lắm. Đúng rồi. Nhưng mà cũng tùy, nó cũng tùy thôi. Nhưng mà còn nếu mà viết nhạc thì cứ ngồi viết liền. Mỗi lần là em cứ nói đùa với mọi người là mỗi lần em viết nhạc giống như chết đi sống lại á. Đúng là rồi. Quằn quại trong cái gọi là cảm xúc đó, nghe nhạc lại vẫn rưng rưng muốn khóc. Đúng rồi, đúng khi rồi. Thấy đã có nghĩa là đúng rồi. Chưa xong á thì là chưa đứng lên được. Dạ. Đúng không? Dạ. Và thường đúng em nói là làm cái gì đó trong một cơn, thậm chí thế này không biết em bị không chứ còn đang đêm bật dậy viết ấy. Có, có chứ. Đấy. Có. Đúng có. Không? Dạ có. Bởi vì mình nằm mình nghĩ có cái ngày xong mình sợ sáng mai mình quên á. Dạ. Em hiểu không? Nhiều khi là nửa đêm em ngồi bấm đàn tưng 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 cho nên buộc phải sống một mình là vậy đó anh. Chứ không người ta sợ. Cũng phải nói ra thật thực thế này. Thứ nhất, sáng tác nhạc là một việc không dễ. Dạ. Thứ hai, là nhạc sĩ là con gái lại càng hiếm. Đúng không? Không, cái đây là nó rất là rõ ràng. Dạ. Đấy. Trên là cái con đường của em đi á, thật ra mà nói nó rất là còn chông gai đấy. Và để nó thành công thì tin chắc là em còn phải rất nhiều cái quyết tâm, đúng không? Nhưng mà nếu mà phải hỏi thêm một gì nữa thì bây giờ thế này, cái việc mà em sáng tác nhạc này theo em thì nó là chỉ là một cái cơn hứng, hay là nó chỉ là đáp ứng cái yêu cầu của mình thì mình thấy thành công mình sẽ làm tiếp, hay là em sẽ chọn cái con đường này, em sẽ chọn con đường này về lâu về dài? Dạ, viết nhạc này á cho tới thời điểm hiện tại nó chỉ đáp ứng nhu cầu của em thôi.
chứ chưa phải đáp ứng yêu cầu của xã hội. Dạ, có những bài hát em viết tặng riêng cho một người nào đó. Cũng là chỉ là tặng thôi. Là bởi vì nó hợp với người ta nhất. Nghĩa là khi em viết em nhìn đến người đó à? Dạ, em đã từng tặng bài cho hai người thì hai bài đều thành công rất là lớn. Nhưng nó phù hợp, thứ nhất là phù hợp với giọng hát của người đó. Thứ hai là nó phù hợp với câu chuyện của người đó. Người đó là người kể phù hợp nhất. Thì em để cho bạn em hát. Thì vậy thôi, nhưng mà nó không có một cái sự tính toán quá nhiều là bây giờ hit hay không, ăn khách hay không, bây giờ như thế nào cho nó thật là hot. Khi em làm một cái bài hát em không có những suy nghĩ đó. Thì không, hiện tại nó phục vụ nhưng mà Phương à, thật ra khi mình làm một nhạc sĩ mà em phải hướng đến sự chuyên nghiệp á. Thì hướng sự chuyên nghiệp, một nhạc sĩ chuyên nghiệp thì phải như thế nào? Thứ nhất, anh ấy sẽ viết theo cái cảm xúc của anh ấy. Thứ hai, anh sẽ viết theo đơn đặt hàng. Không có gì xấu đâu. Đúng rồi. Ca sĩ đến bảo anh phải viết cho em cái bài này, bài này. Đó. Thứ ba là anh phải sáng tác theo những cái chủ đề mà người ta đưa ra. Ví dụ như là anh sáng tác nhạc phim. Em cũng có đi đặt hàng người khác đó, cho nên em rất hiểu điều này. Ví dụ như là này, tôi làm cái phim này nhá, ông viết cho tôi, ông phải xem các thứ. Nói là tóm lại là một người nhạc sĩ nó cũng như là trong một trường hợp đó là nó phải đáp ứng các nhu cầu. Chứ không phải nó chỉ thỏa mãn cái mình đâu. Em hiểu. Cho em nên... nếu mà chỉ thỏa mãn cái mình thôi thì không phải là nhạc sĩ mà chỉ là gọi là đấy là cuộc chơi. Đã hành nghề đó, khi đã hành nghề em thì cái đó nó gọi là nó phải chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp có nghĩa là phải đáp ứng được cái nhu cầu khác nhau. Lúc mà em nhận được những câu hỏi về là chuyện làm nhạc sĩ như thế nào, em cũng có chia sẻ cái điều mà anh Hoàng nói luôn. Thì em nói là em chưa phải là nhạc sĩ. Tại vì cái từ nhạc sĩ nó bao hàm nhiều thứ rộng quá. Có nghĩa là nhìn một câu chuyện, ví dụ đây là cái ly, nhìn từ mọi góc để làm cái này để phục vụ cho cái yêu cầu của người khác. Nhưng mà hiện tại em chỉ đang làm ở việc nhu cầu của mình. Nhu cầu của mình thôi. Đúng rồi. Và nó xuất phát từ việc là thời gian đầu em không tìm thấy bài hát nào phù hợp với mình cả. Cho nên là em làm cái điều đó. Nó là tự thân thôi. Đúng rồi, hiện tại nó chỉ là, cho nên em không phải là composer, em chỉ là singer songwriter, là cái người viết cho mình thôi. Còn cái con đường kia nó còn rộng lắm. Bây giờ để coi là em học tập như thế nào, rồi em có cái duyên em đi được bao nhiêu thì em đi thôi. Đúng rồi. Bởi vì thế này này, nếu em thành công trong nghề của em thì thứ nhất là em sẽ viết cho rất nhiều người. Và thứ hai là thậm chí là em sẽ có những người họ đặt riêng. Và thậm chí là có những người có những ca sĩ họ độc quyền em chẳng hạn, đúng không? Hay là tất cả những bài của Ái Phương là do tôi, chỉ có tôi được hát thôi. Thậm chí họ còn mua trước nữa cơ. Ví dụ như họ trả em một số tiền, trong một năm em phải sáng tác 100 bài và 100 bài là của họ hết. Họ sẽ trả em một số tiền rất là lớn, nhưng em chẳng có được bán cho ai cả. Ví dụ như là Châu Đăng Khoa là một người làm rất tốt cái việc đó. Bạn ấy đúng nghĩa là một nhà sản xuất và một nhạc sĩ, viết theo đơn đặt hàng, viết một câu chuyện của người khác và nhìn từ khía cạnh rất là khác nhau. Thì Khoa chính là cái người làm được cái điều mà nãy anh đúng nói. Nên là có cảm giác là Khoa rất năng động, đồng thời rất chuyên nghiệp, và đồng thời cũng nói thật ra cũng rất thực tế. Đúng rồi, có nghĩa là Khoa không có cái chuyện viết chơi đâu nha. Khoa viết vì tiền. Khoa không giấu cái điều đấy. Khoa viết để sống. Đúng chứ rồi. Khoa không viết để vui. Đúng không? Hoàng thấy thế là khi anh nói chuyện với Khoa, anh thấy đây là một cái con người mà là hoàn toàn là nó là tiệm tương giới trẻ đấy. Rất vừa rõ thực ràng. Dụng, vừa rõ ràng, vừa có tâm hồn, vừa chuyên nghiệp, nhưng đồng thời vừa bay bổng. Chứ anh cũng chán là chưa gì đã. Ôi thôi em cái này cũng là để thử nghiệm thôi. Ôi em cái này thì em cũng không biết thế nào. Ôi thôi thì em còn học hỏi nhiều. Nhưng câu đấy thì nó không sai, nhưng mà nó cũng lắm. Đúng không? Thì anh cũng rất là mong là Phương phải có cái cá tính đấy. Nha. Chứ không cần, sự khiêm tốn thì rất tốt. Nhưng mà giữa một con người khiêm tốn và ít thành công với một con người tự kiêu nhưng mà rất thành công thì anh vẫn chọn cái thứ hai. Em hiểu. Đúng không? Em thì như thế nào nhỉ? Em là người rất là mong là mình sẽ luôn luôn đi tới và cái việc mà em đầu tư rất nhiều cho cái việc là em học, em làm nhiều thứ thì nó cũng đã thể hiện cái điều đó. Nhưng mà em thì không phải là cái người thể hiện ra nó nhiều như Khoa. Em không phải là một người thể hiện nhiều như Khoa. Em là cái là em làm cho em sướng trước. Em vẫn là cái người như vậy. Thật ra cái tôi của em rất là cao. Cái tôi em rất là cao, em không giấu cái điều đó. Em làm cho em sướng trước. Còn cái việc mà bây giờ khán giả thích như thế nào sau đó, bởi vì em không thể thay đổi được, chứ không phải là tại vì em ích kỷ mà là em chỉ có thể tiếp cận bằng con đường đó thôi. Thì bây giờ em sẽ làm tốt nhất như thế này, rồi em sẽ mang có bao nhiêu mang hết cho khán giả. Cảm ơn Phương và một lần nữa xin chúc em thành công. Dạ, em cảm ơn. Thưa các bạn, câu chuyện cuối tuần hôm nay với cô ca sĩ nhạc sĩ, tôi cứ gọi là ca sĩ nhạc sĩ đi dù cô có phản đối thế nào nữa, Ái Phương thật là vui.
Và rất mong là tôi cũng như các bạn sẽ chờ đón được những bài hát mới của cô ấy. Một phần do cô sáng tác, một phần do cô trình bày, và kể cả những vai diễn của cô sắp tới.